bốn bề như sinh một nhà chung, mấy mai hôm nay ta sum họp lại một nhà. À, cháu thích hát sẩm là bởi vì cháu muốn, cháu thấy nó hay, cháu học hát vậy cháu muốn lưu giữ văn hóa của người xưa Việt Nam, tại vì văn hóa vẫn quản đất nước không nắm bắt được. Chẳng đâu bằng chính nhà em có đàn chim sẻ ấy bên thềm liễu lo. Đợt này là bà xã tôi cũng được nghỉ, các cháu thì được nghỉ hè, thế thì cả nhà làm một cái gánh hát gia đình để mà truyền bá cho mọi người biết là có một thứ văn nghệ hay như vậy, có một thứ văn hóa tuyệt như vậy. Thì rất may là như tôi vừa nãy nói lúc đầu ấy, là cái sự mỹ cảm nó đẹp, là sự tự nhiên như hơi thở, và khi hát lên thì mọi người đều rất là thích. Rất mê ăn chơi buổi sớm buổi chiều, chén trà ô long chưa có rượu bạch tuyết, chuyện kiều ta kể dăm ba câu để bắt gặp anh em ngồi chơi thuốc lá chè tàu. Nghe sẩm, đặc biệt là nghe cháu bé hát thì rất là hay, cho nên là cảm thấy rất là thú vị. Hồi xưa giờ thì cứ nghe hát sẩm, hồi xưa khi nghe hát sẩm thì cứ nghĩ là của người lớn, của người già, và dành cho người già thôi, vậy là dành cho những người phía Bắc thôi. Nhưng mà hôm nay mình nghe là mình thấy rất là thú vị. Bên sầu khó có sông, văn lúc nghĩ có lò xi măng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.